Triệu Lộ Tư nhấn like bài viết hạ bệ Ngô Tuyên Nghi, trượt tay hay cố ý. Sau khi nổi tiếng nhờ bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn, những dự án mà Triệu Lộ Tư nhận được ngày càng tốt hơn. Trong bộ phim Trường Ca Hành, dù Triệu Lộ Tư chỉ đảm nhận vai nữ thứ, nhưng sự nổi bật và độ yêu thích mà cô nàng nhận được từ khán giả chẳng hề thua kém gì nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Thế nhưng trái ngược với những vai diễn đáng yêu, tính cách ngoài đời của Triệu Lộ Tư lại gây mất lòng khá nhiều người, đặc biệt những hành động vô ý của cô nàng khi đồng chạm từ nghệ sĩ này đến ngôi sao khác. Mới đây, dư luận phát hiện tài khoản Douyin chính thức của Triệu Lộ Tư nhấn thích bài viết có tiêu đề "Không cùng đẳng cấp với nhau, mọi điểm của Ngô Tuyên Nghi đều thua xa Triệu Lộ Tư". Video này đã được nhân vật chính là Triệu Lộ Tư đích thân nhấn like, gây nên tranh cãi trong cộng đồng mạng. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư trượt tay vô tình như thế. Trước đó, Weibo của cô nàng bất ngờ đăng bài viết tỏ tình với Tiêu Chiến, sau đó lại thanh minh, bày tỏ tài khoản mình bị hack. Gây phẫn nộ hơn chính là việc khi vào xem tài khoản của Triệu Lộ Tư, netizen còn phát hiện ra nữ diễn viên từng like bài viết so sánh giọng của mình với Cúc Tịnh Y. Điều này cho thấy mỹ nhân trà xanh này rất để ý tới các bài viết liên quan tới mình, đặc biệt là những nội dung Triệu Lộ Tư hơn hẳn các đồng nghiệp khác. Lại một lần nữa, bê bối của Triệu Lộ Tư bấm like bài viết chê tạo hình của Victoria tại sự kiện Kim Ưng được lật lại. Thời điểm đó, thánh nữ xuyên không Rosie xin lỗi đàn chị, còn Victoria dường như khá muối mặt nhưng vẫn có động thái bấm nút follow Weibo của Triệu Lộ Tư coi như làm hoa. Triệu Lộ Tư đã có bài viết xin lỗi Victoria, gửi lời xin lỗi đến chị Tống Thiến vì em đã gây ra phiền phức rồi, em thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lúc đang lướt mạng, em muốn thay đổi ảnh bìa, thay 2 lần rồi lỡ bấm like, em đã xóa like ngay lúc đó rồi. Chết em rồi. Sau đó, cả Victoria và Triệu Lộ Tư đã bấm follow tài khoản của nhau, xóa tan mọi hiềm khích mà netizen dò đoán. Hiện tại, phía Triệu Lộ Tư vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Không ít dân mạng chỉ trích Triệu Lộ Tư, cho rằng cô cố tình kéo fan người khác kiếm chuyện để bia bản thân mình. Có một kiểu mà dùng hoài, toàn đi dựa fan người khác. Cọ hậu đến rồi, Ngô Tuyên Nghi chạy đi thôi. Rất thích phim của Triệu Lộ Tư đóng, nhưng tính cách của cô này hình như có vấn đề à. Thiệt là trà xanh, ai ai cũng sợ cô lắm rồi. Chắc lại bài ca, tài khoản của tôi bị hack, việc đó không phải do tôi làm. Phòng làm việc cho biết, tài khoản TikTok của Triệu Lộ Tư đã bị đăng nhập từ một chiếc điện thoại Motorola. Đây là chiếc điện thoại cũ của nữ diễn viên và đã bị mất khi quay phim. Hành động trên không phải do Triệu Lộ Tư làm. Hiện tại, phòng làm việc cũng đã tiến hành lại công tác bảo mật tài khoản, truy xuất nguồn đăng nhập cũng như thu thập bằng chứng các bình luận phỉ báng Triệu Lộ Tư để nhờ pháp luật can thiệp.